Đây, đợt này mình tưới phân này. Xin chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Chào anh Phương nha. Chào anh Hồng, chào anh em trên kênh Chợ Sài Gòn. Đây, đợt này mình tưới phân này nha. Phân này gọi là phân sao anh? Phân này là phân của Na Uy. Phân Na Uy. Ừ. Nhà sản xuất nè. Phân này là người ta bán giá sao anh? Nó hình như là đợt rồi mua mà cũng không nhớ. Cái này mình mua ngã tư Bình Phước á. À. Không nhớ là nhiêu một bịch. Như 700-800 ngàn bao gì đó. 700-800 ngàn bao. Ừ. Phân Na Uy anh chị 25 kg một bịch về 700-800 ngàn. Ở bên trong coi. Mấy viên màu xanh vậy ha. Đúng rồi. Cái này là anh bắt đầu tưới từ hồi nào? Cái này tưới bắt đầu từ đầu tháng 8. Đầu tháng 8 âm lịch này đó. Đúng rồi. Hồi trước đó là anh tưới cái gì? Trước đó tưới phân khác nữa. Đầu tưới trước đó anh tưới phân gì? Hôm nay em đang ở làng mai Bình Lợi để quay cho chị xem cái phương thức cách trồng mai, ở đặc biệt là mai đất, mai bồn ở vườn mai làng mai Bình Lợi chị ha, vườn mai Xuân Phương đó. Đợt trước nữa là mình qua phân này 19, 12, 8 đó là đạm nhiều, lân kali là giảm dần. Cái 5S này là bơm, 5S là đa vi lượng, còn cái te là trung vi lượng. Trung vi lượng là thông thường nó là sẽ có 5 thành phần này ha anh. Đúng rồi. Là hầu như vậy, tất cả trong các loại phân là chỉ có 5 cái thành phần này, nó 5 thành phần đó là chính. Pha trộn thôi ha. Đúng rồi. Do mình theo cái thời điểm mai đó. Dạ. Ví dụ thời điểm này đạm nhiều là mình cần cho nó ra đọt. Nha. Còn cái này thì cái lượng hàm lượng đạm nó ít lại. Hàm lượng đạm nó đâu ta? Đạm đây nè 15%, đạm nó là 15%. Đâu cái chỉ số nó đâu rồi ta? Chỉ số bên này nè anh, lân nè, lân hữu hiệu là 9% nè. Đúng rồi. Đạm lân kali nó là 15-9-20. Đúng rồi. 15-9-20 tức là đạm vừa vừa, lân thì ít lại, còn kali nó tăng lên. Đúng rồi. Thì theo cái thời điểm đó mình tưới thôi, theo cái ấy của nó. Cái NPK đầu bò này là anh tưới từ hồi tháng mấy tới tháng mấy? Cái này tôi tưới từ tháng 6 cho tới tháng 8. Tháng 6 tới tháng 8 tưới là... đầu tháng 8. Tháng 6 tới tháng 8 là anh xài cái này. Ừ. Thằng này chỉ số nó là coi như là từ tháng 6 tới tháng 8 là anh cho nó đi đọt. Đúng rồi. Đúng không? Anh cho nó chạy đọt. Đúng rồi. Còn cái lân thì lân nhiều thì nó sẽ tác dụng gì anh? Lân nhiều để làm xanh lá với phân hóa mầm hoa. À, tức là trong tháng 6 tới tháng 8 là anh cho nó đi đọt và xanh lá. Ừ. Với phân hóa mầm hoa. Đúng rồi. Là nhiều. Đúng. Còn rồi. Cái kali thì ít thôi. Đúng rồi. Còn trước tháng 6 thì anh xài phân gì? Trước tháng 6 thì thường xài DAB. Đâu anh có đó không? Cho em hết rồi. Thế. Còn cái vỏ bao không à? Đâu vỏ bao. Để kiếm cái vỏ bao qua đây, lấy vỏ bao ra nha. Dạ. Cho một anh chị xem ha. Ui. Là lối bị sụp. Đây, bào của Nga luôn ha. Cái này của Nga nhưng mà mình không lấy của Nga. Nó hiệu này nhưng mà mình không lấy của Nga, mình lấy của thằng Phi hoặc là thằng Malai. Tại sao vậy anh? Tại thằng Nga pha không có tan. Nó không tan. Không tan hết á, nó còn cái xác lại. Còn nếu mà còn xác lại thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái gì? Có còn xác lại mình nghĩ cái hoạt chất nó mình ấy không hết á. Rồi nói chung quậy nó không có tan. À. Cái DB mà của Nga này là nó không hết. Quậy không tan. Nhưng mà không tan hết. Vậy là nó còn DB này anh xài của thằng thằng Koya hoặc là của Philip.
cô ra là là quay sinh viên. quay tan hết. Cái bịch đó có này không anh? Bịch đó mấy cái bao nó lạc hết rồi không còn. Nhưng à, mà đại khái nó là thằng DAB như thế này. Bao cũng giống nhau luôn. 18460. Đúng rồi, tức chủ là yếu lân nhiều. Lân nó nhiều. Ừ. Lân nó, cái thằng này thì làm cho nó ra đọt mạnh lắm. Nó không có kali luôn, hoàn toàn không có kali. Không kali luôn, DAB này không có kali luôn. Đúng rồi. Đạm với lân nhớ là thằng này nó là nó cũng đi đọt nhưng mà là nó xanh lá nhiều với lại sao anh? Nó xanh lá nhiều thôi, nó xanh lá với đi đọt mạnh. À, chứ nó không có cái chất kali, nó không có ấy. Cái này thường thường áp dụng cho đầu năm, khoảng cái tầm đổ mưa xuống. Từ tháng 1 cho tới tháng 6 là anh xài này hay sao? Khoảng tháng 4 tháng 5 á, chứ tháng 4 tháng 5 mình là anh xài cái này vô không có xài. Ừ. Là bắt đầu từ tháng 4 bắt đầu đi thân đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Tháng 4 bắt đầu đi phân là anh đi cái 18460 không. Ừ. Đó là đạm cũng nhiều nhưng mà lân nó gấp đôi luôn. Đúng rồi. Lân nó hơn gấp đôi. Nó hạ phèn đồ nước tưới đồ này kia nọ đó. À, đúng rồi. Rồi qua tới tháng 6 là anh xài tới cái đầu bò đó đó, cái đầu bò đó của Đức. NBK đầu bò của Đức. Đây tỷ lệ anh xài sao đó anh Phương? Tỷ lệ một bình quân tôi pha là 1 ký cho 1 phi. 1 ký với 1 phi cái là cái phi 200 lít hồi nãy đó. Tháng 6 đến tháng 8 tháng 6 tháng 7 á. Tháng 8. Ừ. Là anh xài cái màu tím này nè. Đúng rồi. Màu đó, tím. Anh xài cái màu tím màu này. Tím. Còn cái tới tháng 8. Tháng 8 tới tháng 9 là xài này. Tháng 8 tháng 9 là xài này. Đúng rồi. Bây giờ đang bắt đầu gần tháng 9 rồi đó. Đúng rồi. 21 tháng sắp 8. Sắp hết tháng 8 rồi. Thì mình tưới đợt này rồi qua tháng sau mình tưới thêm đợt nữa. Ở dưới đó anh có pha sẵn cái này chưa? Có, ở dưới đang sáng em đang tưới có pha sẵn ở dưới. À rồi bây giờ anh cất cái này cái anh em mình chơi rồi. Trong đó tưới luôn ha. Rồi. Đi đi xuống dưới. Bịch đầu bò đó là nhiêu anh? Bao đầu bò đó đó. Hình như cũng mấy trăm ngàn á, mình không có nhớ nữa, mua nó ấy quá đơn á. Rồi thường thường á. Ấy thì bà xã bà chuyển chứ mình không có nhớ nhiêu tiền nữa. À, coi như tháng này là anh xài chỉ có một loại cái bịch đó thôi. Đúng rồi, chỉ có xài một cái bịch đó thôi. Hồi xưa giờ là anh có xài cái phân thùng chưa? Phân thùng thì không có xài. Nói chung hồi xưa thì có, nhưng mà bây giờ là lâu lắm rồi không có xài. Mà tôi xài phân tôi tự ủ. Nó phân hữu cơ á, là tôi tự ủ. Anh hút từ ủ từ từ cái loại nào? Từ phân tầm. Phân tầm hả? Ừ. Phân tầm hả? Sao nghe lại ta? Em phân dơi tầm. Em nghe phân dơi, phân chuồn hoặc là phân gà. Ừ. Còn phân tầm em mới nghe. Phân tầm chỉ có dùng cao nguyên mới có thôi. Phân tầm nó mắc không em? Phân tầm ở nhà nuôi nữa. Nên phân mấy ông anh cho không tốn tiền. Đó là nuôi con tầm hay sao? À, nuôi con tầm á. Đó ra phân. Ra phân. Nó ị ra cái phần đó người ta nuôi để tầm mà lấy tơ á. À, ừ. Anh có ở đó, cái mấy con đó ở đây không? Không có con đó nhưng mà có phần nó ở đây. À, phần đó nếu mà bán thì phải làm khoảng nhiêu anh? Này không gành nữa, tại vì ở nhà ông anh ông nuôi ông bỏ cây thấy tốt quá ông kia ông chia lại đó. À, năm nay lại không có mua phần chia thùng. Lại miễn phí vậy luôn hả? À, ngon không nhà. Có tiền chia cho em miễn phí vậy. À. Ừ đó, mình ủ vô thùng á mình tưới. Em chỉ thấy ủ phân dơi vô thùng tưới. Ừ. Ủ vô là có tác dụng là nó thẩm thấu nhanh hơn hả anh? Ừ, đúng rồi, mình không có bỏ phân tươi mình ủ á đó. Mình ủ cái phân hữu cơ đó thùng. Là anh vô từ hồi tháng mấy? Cái nào? Cái phân hữu cơ mà phân này đó. Hả? À, phân này thường thường á thì cũng bắt đầu đổ mưa mình mới vô. Thường thường mấy cái tháng mới thay chậu vô phân đôn gốc cắt đôn rồi á là phải để nó ra một hai cơi đợt mới bắt đầu mình đi phân. Tháng 2, tháng 3 hả? Không, nó chắc đổ mưa khoảng tháng 3, tháng 4 á. Tháng 3, tháng 4. Ừ. Cũng tùy theo cái mai nữa. Như phôi mình mới vô là mình để nó ấy. Còn mai mà sẵn trong chậu rồi thì mình sớm chút. À, đây có cái bông thấy màu sậm dữ ta.
Ở ngoài nó sậm y vậy luôn á anh chị nè, vàng sậm luôn. Cái giống này ngộ bông để cao. Đây mấy gốc này là mấy gốc tuyển của ảnh không nè anh chị. Đúng rồi. Cho bà con xem, hôm qua có quay cái khu này, hình như là cái cây nằm giữa là cái cây gì của anh nào phải không? Đúng rồi. Cái nằm giữa là cây gì anh? Đây này nè. Cây cũng chưa có tên đó. Cây nằm qua là cây số 1 hay gì ta? À, cây số phải số 1 đó, chắc số 1 quá. Nè, bông vàng sậm luôn anh chị ơi. Bông vàng sậm, bông rất đậm. Đâu rồi cái phân anh để đâu? Đó thùng á, tôi ủ á, hầu như hồ chỗ nào cũng có thùng á. Nè, một bao tôi đổ vô một thùng. Đó. Phân tầm đó anh cái này đúng không? Ờ. Cái phân tầm ủa sao nó đặc quẹo vậy? Nó nổi ở trên vậy đó, dưới nó nước ở dưới đó. Đâu anh có cái cây vậy anh đâm thử cái cho bà con xem cái phân tầm. Ừ, nó nước ở dưới nè, đó nước thì ra nè, lấy nước nó tưới. À. Này anh có trộn gì nữa không? Đúng ra mấy đợt trước thì có ngâm chico. Chico sau này hả? Không có ngâm, đúng rồi, sau này không có ngâm chico nữa. Chico tại đó tác dụng gì anh? Nó là phân hủy hoang phân nè, dưới nó diệt những cái con ấu trùng độc gì đó, những con vi khuẩn có hại cho cây đó. À. Sau này không ngâm nữa là do nước á. Mình ngâm nó sẽ chết. Còn có coi phân nguyên chất nó không? Phân bao vẫn còn kìa. Đâu đâu đây đây. Anh nói ngâm nước nó sẽ chết là cái gì chết chứ? Cái con chico á, con chico đực ma đó. Ngâm nước nó chết. À, con chico đực ma. Em nghe tên thôi chứ em chả biết con chico đực ma là cái gì. Ừ. Bữa có mấy vườn tưới mà em cũng không để ý. Ông gửi vô được 100 bao mà xài có hết đâu. Gửi 100 bao xài không hết hả anh? À, tại vì mỗi lần ngâm một bao vậy có phi à. À. Ông phơi khô, ông thấy khô sẵn rồi, ông đóng bao ông gửi vô nè. Để tôi gỡ ra cho coi. Coi như cái này là phân tầm á. À, phân tầm này thì nó không có ấy mấy. Nó không có phải như mấy cái phân xúc gia súc. Nó không có hồi thuộc gia súc mà nó ăn cây dâu á. Dạ. Nên cái phân nó cái mùi lá cây nhiều hơn. Nè, phân đó nè. Muốn quay cho anh chị xem cái phân đó. Cái phân này ổng nó chảnh ổng bỏ tốt lắm. Rồi mà ngày xưa thì hay bỏ phân heo. Đó, nè. Đó. Cây dâu nè, ăn cây dâu à. À, cái đó là cây dâu á. Ờ, à, cây dâu. Đó, ổng phơi khô, ổng ấy hết thì cái ông chở xuống mình. À. Phân này là khác cái phân dơi. Đúng rồi. Nó cũng tựa phân dơi vậy nhưng mà cái này nó ăn lá cây, lá dâu. Ông nuôi cũng nhiều lắm mới được nhiêu đây á. Mày đó hồi đó giờ anh có xài phân dơi chưa? À, nói chung phân dơi thì không có xài. Chưa xài lần nào luôn hả? Đây thường thường tôi hay xài phân heo. À. Ừ. Xài phân heo là nhiều nhất. Phân gà sau này phân gà tôi cũng không có xài nữa. Ở nhà cũng còn mấy bao phân gà sấy khô của Nhật á. Tại sao anh xài phân heo mà không xài phân gà? Phân gà nó có vi khuẩn nó nhiều, nó dễ bị nấm rễ lắm. Nó dễ bị hư tiến trùng đường rễ lắm. Nên xài phân heo nó đầm mà nó ấy. Còn giờ anh chuyển qua cái phân tầm này anh thấy sao? Thấy cũng hiệu quả đó, thấy cũng xanh đó. So với phân heo thì sao? So với phân heo thì cảm giác nó cũng ngang nhau đó, hoặc là nó xanh hơn chứ nó không có bớt. Nhưng mà phân heo bây giờ mua tốn tiền, cái này là không tốn tiền. Đúng rồi, tốn tiền. Phân này là không tốn tiền. Rồi giờ này mình đi tưới luôn ha anh. Rồi đi xuống này tưới. Đi đường nào anh? Đi đường này đi, tưới trước cái vàng bên này đó. Tại cái vàng này nó xanh quá. Thật sự ra mai nay hết tháng 8 đầu 9 rồi. Mai nó cũng không có cho nó xanh được nữa. Không cái phân tầm đó là anh tưới tháng 3, tháng 4 rồi mấy tháng sau có tưới phân tầm đó nữa không anh? Phân tầm thì nếu một năm tôi tưới khoảng 3-4 đợt gì, 2-3 tháng gì đó tôi tưới một lần. Vậy tới giờ là anh tưới được 3 lần? Tưới được 2 lần rồi, còn lần nữa mà chưa có tưới. À, mà lần nữa là anh định ngày mấy anh tưới? Cái tưới phần đó chắc tôi không có tưới cho mai bông nữa. Mà tưới cho mai để lại á. Mai dạng như mình còn nuôi lại đó. À.
Tại vì tưới nó vô xanh lắm mà mình không có làm bông được. À, vậy tức là giờ mà chơi phân hữu cơ nhiều quá mà nó khó làm bông hả anh? Ừ, tại Tức là nó lân nhiều hả hay sao? nó chắc đạm chắc lân nhiều, nó thấy bỏ nó vô nó xanh nó xì đọt dữ lắm. À, đi đòn nữa là đạm với lân nó nhiều á. Đúng rồi, tại vì tới cái mùa làm bông rồi ta hạn chế bớt những cái thứ đó. Đây anh chị xem cái dàn lá cây của ảnh nè, đó bóng mượt đẹp lắm anh chị ha, không có một tí một cái lá bệnh nào luôn nè. À, đó mướt mướt rượt luôn anh chị ơi, mướt rượt luôn đó, như vườn vậy là làm kiểu mẫu cho anh chị mình. Nếu mình có chơi ngoài đất ngoài bồn thì mình làm theo là em nghĩ chắc cũng hiệu quả. Bây giờ muốn biết hiệu quả hay không là mình xem cái thực tế nè anh chị ha. Đó, những cái dàn lá thực tế. Giờ thấy mấy dàn của anh nó xanh mướt quá, khi nào nó mới già lá anh? Cái này già thì tôi chứ cũng không cần thiết phải cho nó già đâu, tại cái này mình cũng chưa có ra chợ năm nay, mà cái này mình để mình giao lưu anh em để anh em về sưu tầm về ấy thôi. Đặt cái bông đó nè, bông nó bị tàn hết rồi mà còn cánh nè, cái này chắc cũng cánh nhiều à, có cần bứt bông coi thử không, nó chùm bông cái bông đó đó Dạ bao nhiêu cánh không. là thử cái anh. Này chắc không có nhiều nhiều cánh à. Đó chắc cũng mười mấy á. À, chân nó lùng à, chân nó có chút xíu à. Anh bấm anh ấy sát rồi bước sát nữa coi. Rồi. À, qua Chân qua có qua qua xíu bên này. à. Này nó chắc nó chỗ chắc cũng được 2 ngày quá, 2 3 ngày quá. Thấy nó bồng muốn tè tua rồi. Này 2 4 6 7 7 2 14, này chắc cũng 14 15 bông á. 14 15 cánh á. Có cái đài bông Cái bông á. thì ít Đó, 5 cái thôi. này ba, À, 5 cái nguyên thủy. cái màu bông nó đẹp, cái này được Ồ, cái màu bông màu đẹp. đậm á chị. Này nó rụng nhụy ha, đó, rớt nhụy vậy Này chắc hơn á, nè. Hơn hơn thử không anh? Hơn, thử luôn. á. Cái này nó nở chắc được 1 2 ngày à. Đúng rồi, bông muốn héo rồi. Mười ba cánh à? Có nhiều À, à, 14 không? 13, 14, 15 cánh. 15 cánh. 15 cánh. Đó, nãy em đếm Là sơ sơ cũng 15 tôi cánh đấy. thấy nhiều nhiều. Ôi Rồi. cái này dài quá trời nè. À. Chung cây nó đài nhiều nè. Ồ, cái đó nằm cái đài, cái này quá trời đài nè. Cái Này đài đài nhiều nhiều. thì nó hay dễ bị đột biến hay là sao anh? Cái đài nhiều, nghĩ cái bông nó nhiều cánh á, cái đài này cũng nhiều cánh lắm á. 2 4 6 8 9. Ừ. Bên kia cái bên cũng cây bông đẹp kìa. Đúng rồi, hầu như cái vàng này có tiếng lưỡi lửa mà. Cây kia cũng bông đẹp mà, màu đậm. Bông đẹp anh chị. Ở trên kia cũng cây bông đẹp luôn. Ừ, Rồi nó anh nói tưới đâu? chung bông này là mình có sưu tầm, có lựa tuyển chọn về. À. Mấy cái này là mình có giao lưu quá Có giao lưu mà giao lưu cho anh em sưu tầm á, không? chứ còn mình thôi không có, chưa có làm bông, chứ mình chưa có ra chợ năm nay, mình chỉ có anh em nào thích và giao lưu thấy bông phái giao lưu về sưu tầm chơi. Đây Là anh pha sẵn rồi đó. cái thùng này là tôi pha 5 kg, 5 kg rồi tôi đổ 5 ca nước như vậy nè. Xanh 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 nước biển đó anh chị, Đó, xanh 5 dương ca nước rồi đây.
để cái cà nó không đem gà đó nè. Đó, cái phần ở dưới nó màu xanh nè, quậy lên nó màu xanh nè, nó đóng ở dưới 5 kg. Ừ, nó đóng ở dưới nè, đóng ở dưới nè, 5 kg vô cái thùng 20 lít, mà một nửa à, vô cái thùng mới có 10 lít à. Ừ. Cái này quậy rồi sáng kia nó tưới thì tốt nè, phân nó xanh nè, nó quậy lên nó xanh nè, nó nhiều hợp chất trong này á. Dạ. Để vô lấy cái cà đồng ra đồng cho chính xác phải không? À, tại vì mình có cái lường sẵn á. Rồi trong lúc ảnh lấy cái cà, em quay cho anh chị xem cái sự phát triển của những cây mai bồn ở vườn. Đây vườn anh Xuân Phương nha, vườn mai Xuân Phương. Đây có mấy cái bông đẹp nào qua quay cho bà con xem cái ha. Cái này hình như là mai ghép á anh chị. Lấy hỏi anh nha, hình như là mai ghép á. Ừ, bông đó nè. Hai, bốn, sáu, tám, hai. Nó tầm cũng phải 14, 15 cánh anh chị. Ừ. Nguyên chùm đó nè. Đó. Mấy cây này hoành nó tầm cỡ 24. Tàn nó tầm khoảng cỡ 1 mét rưỡi. Tàn nó tầm 1 mét rưỡi, hoành 24. Cao 1 mét 7. Cao 1 mét 7, 1 mét 8. Vàng lá nè anh chị xem à. Nay là 21 tháng 8 ha, tới lượt vô phân của ảnh ha. Ở nhà anh chị có ai trồng mai đất không? Hoặc là mai bồn không? Đó, mình xem coi cái cách thức của mình như thế nào, có dạng lá có giống ảnh không. Đó. Mấy bữa anh chị thê xem em quay ở vườn mai anh Út Đực ha, là chuyên về mai chậu ha. Đó, còn bữa nay là vườn này là cũng thê em thấy là cũng là một trong những vườn điển hình mà mai đất mà nuôi đẹp nè anh chị. Đó. Lá rất là đẹp ha, giờ là ảnh chưa làm cho nút già. Rồi, chưa làm cho cái lá già mà nó vẫn còn đi đọt anh chị ha, nó vẫn còn đi đọt. À, như nãy anh nói là mấy cây này năm nay là anh đang nuôi nên là anh vẫn còn cho nó đi đó. Đi đọt quá trời luôn nè. Mà bây giờ anh mới tưới cái phân hồi nãy đó anh chị. Nãy là cái số mấy tự nhiên em quên rồi. Nhưng mà kali nhiều là làm nút. Giờ ra phía này coi. Cây nào cũng như cây nấy anh chị thấy không? Ừ. Qua quay để nhảy qua đây quay cho anh chị xem cái dàn dàn lá đẹp không? Cây non này. Đó, đây dàn lá của ảnh nè. Không thấy bỏ chỉ anh chị thấy không? Như vậy cái thuốc bỏ chỉ là theo em nghĩ là cũng nhiều loại cũng tốt lắm chứ không chỉ riêng một loại. À. Mà anh giống như vườn anh Út Đực hay xài á, loại này ở vườn ảnh cũng là khá tốt nè. Trong cái clip trước em có quay cho anh chị xem cái ảnh xịt thuốc sau bộ chỉ, bữa nay ảnh cũng đã mới tới cái cử anh xịt nè anh chị. Lá cũng quá mượt luôn ha.
Đó, vàng nút của ảnh nè. Đó, rồi ảnh tới rồi. Bị đóng phần ở dưới vậy cho đều hết. Để. Cái mà hồi tháng 6 mà anh tưới mà cái của DB của Nga vậy đó là nó không có tan hả? Không, thằng DB của Nga là nó không có tan hết, nó tan nhưng mà không tan hết, nó còn lại cái xác của nó đó. Còn riêng thằng Koeka với thằng Philip là nó tan hết. Thì thường thường mình ấy thằng Philip nhiều, như hồi xưa mình ở Hữu Đức á, làm xài Philip à. Khi lên đây không có Philip là mình xài qua thằng Koeka, rồi cái có đợt nó không có về. Nước yếu xèo vậy anh? Tại chưa có bơm á, mở máy bơm lên nó mạnh. Máy bơm anh để đâu nè? Máy bơm lên chỗ xịt thuốc á. Dạ. Có xài remote hả? À. Ồ ngon à. Bộ remote này nhiêu anh? Mấy trăm ngàn à. Có một bộ nó có mấy trăm à. Chắc chưa có bấm máy bơm, còn máy xịt thuốc. Máy xịt thuốc chưa đổi dây. Lại chờ chút nữa. Mà cho anh đi đợt 2 nữa. Đó. Cho đi đợt 2 nữa. Đây cái mô hình trồng mai ở vườn mai Xuân Phương nè anh chị. Ở phía trước đây cái là cái con đê. Phía sau con đê đó là cái bậc kênh anh chị ha. Bậc kênh đó thì những cái nhà vườn ở đây cho nước từ cái bậc kênh ngay chỗ này anh chị. Nó đục cái khoét cái ống nó vô đây. Nước từ bậc kênh vô đây. Đó. Thì cái đất ở đây nó sẽ được giữ nước hoài, ẩm hoài. Thì hình như là có lẽ là cái vàng cây ở đây là không phải tưới nhiều. Không phải tưới nhiều. Mà bây giờ ở Bình Lợi anh chị thấy không? Đây, nước. Rồi ở trên là làm cái V60, V90 nè, đó. À, quấn lại làm lên để trồng cái đế nôm anh chị ha. Nha. Thì ở trên là quấn hết rồi. Đó là nếu mà mình nhìn ở đây vô là không thấy cái đế thì nó đã chôn ở trong cái bầu này nè. Đó, nó chôn ở trong bầu này. Khi mà lên chậu thì mình đôn cái của nó lên là sẽ thấy đế. Bông của nó đây anh chị, để qua cho anh chị xem cái bông nữa nè. Đó. Bông nó đây. Bông đây. Nó cũng tầm 6 xăng rưỡi đã nhăn lại rồi. Cái này 7 xăng nè. Cái bông này bự hơn nè. Cái đó đầy đủ rồi đó. Đó thì khi mình đổ 5 kg phân vô á là mình lường 5 ca nước như vậy à. Xong rồi khi mình pha vô phi á, mình mỗi phi mình lấy 1 ca là coi như 1 ca ký vậy đó. Rồi em tưới đi. Rồi
đó, một ca gì đổ đây, rồi pha đầy phi nước suối. Anh bấm remote cái là nước chảy ầm ầm ha. Một ca vậy cho một cái phi này luôn. Đúng rồi, một ca cho phi. Mà một ca vậy là mình pha 1 kg. Hộp này nãy là anh bỏ 5 kg phải không? Đúng rồi, 5 kg. 5 kg mà cho có 10 lít à? 5 kg thì mình múc 5 ca nước này thôi. Nó bao nhiêu lít mình không biết, nhưng mà múc 5 ca này à, mình bỏ vô vậy vô. Vậy lên rồi mỗi mình múc mỗi phi 1 ca vậy nè. À, là một phi lại là 1 lít á. À. Ca này chắc hơn lít. À, 1 kg á, 1 phi 1 ca đó là 1 kg á. Đúng rồi, 1 ca 1 kg mình pha cho 1 phi vậy nè. Chờ đợi cái này đầy đó, chắc thấy cả mấy phút rồi đó. Rồi, sao anh không tưới bằng vòi, trở lại anh? Tại vì đúng ra lúc trước á, là tưới máy. Nhưng mà giao cho mấy đứa em, mấy đứa phụ á. Dạ. Nó tưới, nó không quen canh cái lượng phân, lượng nước á. À. Nó tưới cây thì nhiều quá, cây ít quá. Nên sau này cho tụi tưới ca dễ. Chứ mỗi cây 1 ca, 2 ca gì đó. Là nó chứ sách đi nó đổ từng ca vậy đó. Trời ơi, vậy đó, nó có chậm không anh? Coi vậy chứ hai người tưới ngày xong à. À. Mà còn mình tưới máy thì cũng 1 ngày. À. Cũng 2 người, thêm người phụ kéo dây nữa. Điều cái sách này thì hơi cực hơn. Còn tưới máy thì lẹ hơn. Ví dụ như mình tưới là mình tưới máy. Dạ. Còn giao tụi nó tưới là chưa múc ca đổ à. À, tưới máy quy định phải... nó cây mấy ca vậy đó. Tưới máy là phải chạy bên kia đúng không? Đúng rồi. Chạy không. Bên kia. Máy rồi thứ nhất là mình tưới vậy nè. Mình giao nó tưới á. Dạ. Cái cây thì nó tưới nhiều quá, cây tưới ít quá. À. Tại vì cái tưới phân này nó khác với cái tưới nước. Ừ. Tưới nước lỡ nhiều chút ít chút không sao. Còn cái tưới phân này cái lượng phân mà ví dụ 1 ca vậy đi. Mình cho là 100 gram đi. Dạ. Mà lỡ tụi nó tưới 2 ca vô cây mai nó thành 200 gram rồi, nó dư lượng phân. Nên không dám cho tụi nó tưới máy. Nên tưới ta về cho chắc. À. Rồi định kỳ trong tháng tháng 8 tháng 9 này là anh tưới tưới này rồi. Coi này tháng 8 rồi, có thể tưới 2 đợt nữa đó. Đợt này rồi thêm 2 đợt nữa. Đúng rồi. Hôm nay là 21 là anh tưới. 21 thì khoảng đầu tháng lối mùng á. Lối mùng tưới đợt. À, đầu tháng 9. À, tưới đợt. Về cuối tháng 9 tưới đợt nữa. À, 10 ngày tưới đợt xong cuối tháng 9 anh tưới đợt nữa. Rồi sao cái đợt mùa khoảng 10 ngày mười mấy ngày á chứ không phải 10 ngày đâu. À. À, khoảng 2 tuần á, cho là 2 tuần á. À, 2 tuần anh tưới lần. Rồi 2 tuần sau tưới lần nữa. Tức là bỏ 1 tuần. Đúng rồi. Tại sao anh bỏ 1 tuần vậy? Tại vì mình tưới nhiều quá nó cũng đâu có ấy hết đâu. Mình tưới gì thì nó tôi nghĩ nó ăn trong vòng 2 tuần lễ thì nó cũng vô tư rồi. À. Ừ. Đó, giờ anh lấy remote rồi anh bấm tắt à. Tắt rồi. Rồi tưới luôn anh. Rồi. Để anh chị xem anh tưới ha. Rồi. Để phá cái vòi nước lên nha, để nó chảy. Ở vườn mai của anh Xuân Phương đó anh chị. Thì hôm qua em có quay cho anh chị xem làm đi tìm nguồn gốc của 8 giống cây mai zin mà anh Phương anh nói là cái bông đẹp là ở đây nè. Thì trong đó em ấn tượng nhất với một cái tên là cái cây này, nó là nó có mùi thơm anh chị đó, là anh định đặt là cái dấu thơm đó. Đó, nhưng mà chút xíu nữa em sẽ quay lại cái cây mai dấu thơm. Nay buổi sáng em quay lại kỹ xíu cho bà con mình cùng xem tham khảo nha. Này, rồi anh chị xem anh tưới nè. Thì cái này tưới đơn giản mà giờ anh chỉ cách pha vậy rồi mình tưới lên 1-2 ca. Chỉ múc ra tưới thôi. Ví dụ nó một cây nó 2 ca 3 ca gì đó. Làm tưới 2 ca 3 ca thôi. Ừ. Đó.
Thường thường chậu 7 này là tôi cho tụi nó tưới 2k. Còn nhỏ hơn chậu 7 là tưới 1k thôi. Đúng rồi, chậu 6 thì ca rưỡi, chậu 5 thì ca. Đó, 2k mình tưới vậy nè. Đó. Tưới đều. Đó. Tưới mỗi bên ca vậy nè, cho nó đều hết. Đó. Rồi qua cây khác. Chà, cái này làm cây thấy cực quá. Đó, tưới vậy. Tưới thì tưới lên cho nó ướt là được rồi, đều tưới nước đều vậy được rồi. Cây 2k cứ đi tới vậy đó. Thường dưới bình lợi này là mình hay giao lưu cây là cuối năm mới giao lưu cây hay sao? Đúng rồi, cuối năm thường thường là vậy phải không? Chủ yếu là mai bông mai tết đó. Chứ còn thông thường thì qua tết thì bán mai phôi. Còn vàng mai chậu, vàng mai mình làm đây ở nhà này thì chủ yếu là cuối năm mình cho thuê hay là bán gì đó. Nghe nói sắp tới là anh được mời đi tại chợ cái tết này ở ngoài Nguyễn Huệ ha anh. Tết năm nay tôi được ủy ban giao cho 72 cây chân dưới tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ á. Năm nay anh chị em bà con mình có ngắm hoa mà thấy dưới tượng đài Bác á. Dạ. Là mai của tôi đó. 72 cây anh 72 dự định là cho những cái giống nào qua đó? Thì nói chung cũng mai nó là mai đất, mai nguyên thủy. Nhưng mà cũng bông hoa cũng đẹp vậy đó. Bông thì cũng như cái vàng này nè. Thì cũng có tuyển chọn cái bông đẹp. Thôi mà em chắc em đề nghị cho anh phải ít nhất phải cho 12 cây là VIP nhất của 8 cái loại của anh. Thôi cho 16 cây đi. Đó. Của 8 cái loại của anh là cho để gần với chỗ mà tượng Bác á. Cái mai mà ở mai bên kia tại thật sự tôi trồng chỉ cũng có 1-2 giống thôi. Lúc mà mình lấy hộp ương ra trồng đó. Dạ. Thì mai bển với mai này cũng là một mà trùng một lứa luôn. Cùng một tuổi mà có thể mai bển tàn nó trọng hơn cái vàng này chút. Tàn lớn hơn chút. Tại vì mai để tại chỗ đây mình bứng về. Mà hôm lớn. Qua đó anh hôm qua quay cái 8 cái giỏ của anh á là em có tuy rằng là có một cái giảo là có cái tên của anh đúng không? Đúng là rồi. Là giảo Xuân Phương đúng không? Đúng rồi. Giảo đó rồi giống như dạng là siêu nụ hả anh? Đúng rồi, nó nằm ở dạng siêu nụ tại cái nụ nó đẹp lắm. Nhưng mà em vẫn ấn tượng nhất là cái tên gọi là cái giảo thơm bình lợi của anh á. Rồi. Mà hôm qua tới cái cây đó là nó tối thui rồi. Đúng bây rồi. Giờ sáng cái bây giờ hay là anh tạm mừng cái này chút xíu rồi. Bây giờ anh dẫn em đi với bà con qua thăm lại cái cây giảo thơm rồi, của anh ha. Rồi, tại vì tôi cũng mới cắt giống á. Cũng coi. Tôi cũng đang nhận giống nó mà. Thật sự cái bông nó rất là đẹp. Cái vàng này cũng nó tôi ghép ra nè. Cái vàng này của nó nè. Bông của nó làm sao anh? Bông nó tròn. Bông nó tròn quay à, nhị đẹp. Cánh tròn. Đẹp lắm, mà nó chỉ có 10 12 cánh thôi chứ không có nhiều, nhưng mà nó có hương thơm á. Khi tết nó chỗ mình đi ngang mình nghe nó thơm quá. Mình đặt thơm vậy đó, mai thơm vậy đó. Chứ mà không lẽ là, nhưng mà theo em nghĩ là cứ mai là cái nào mà trồng thơm. Nhưng cái mà nào nó, cũng có bông ong nó bu lại nó thơm. Nhưng mà nó thơm hơn những cây khác. Đại khái mình đi ngang nó là cái hương nó cái mùi thơm nó bọc vô mình. Còn mà nó thơm được bao nhiêu thì cũng để test lại sao cho nó ấy, dừng còn cái đó mình cảm nhận của mình thôi. Nhưng mà trước mắt mình thấy bông nó đẹp, lá dày, bông đẹp, nhị đẹp. Nói chung hầu như là nếu mà chấm nút thì nó chắc cũng có nút á. Còn mấy nút thì nhờ mọi người thôi chứ. Anh cứ nói nó đẹp nhưng mà là không biết nó đẹp như thế nào. Nói chung là mình không hay có anh cái bông như thế được. Nào là đẹp thì nói chung là cánh nó tròn, nó bự, nó đều rồi nó không có bị nhăn.
đẹp kiểu đó thì ở trên thị trường cũng rất nhiều cái bông nó đẹp kiểu vậy. Thì đúng rồi, nhưng mà cái này khác biệt nó là mình tả, mình không biết tả sao, thôi để khi nào test bông lên rồi mọi người cảm nhận đi. Nhưng mà bảo đảm cái vườn mai mình thật sự bông đẹp rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn ấn tượng nó hơn những cây bông đẹp khác, thì mình thấy nó đẹp vậy thôi. Giáo thơm ha. Tại nó thơm mình gọi nó giáo thơm, mà còn không biết để test ra sao coi sao, chứ còn trước mắt thì nó thơm lắm. Là nằm bên đó ha. Đây, nằm bên đây. Thôi bây giờ nè anh Phương ơi, bây giờ cái clip này nó cũng hơi dài rồi. Rồi. Em tạm thời em kết thúc cái clip này ở đây ha. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ làm cái clip mới anh chị 5 phút sau ra trang chủ mình xem cái clip mới là xem lại cái cây giảo thơm bình lợi của anh là cái cây zin ở như thế nào. Và cái cây này thì anh đã nhân giống được bao nhiêu cây anh? Chắc cũng được vài trăm cây rồi đó. Vài trăm cây rồi ha. Và cây nào nó bự chưa, mấy cây kia là nó bự chưa? Nói chung bự có, nhỏ có, năm rồi cũng ra thị trường cho mướn rồi. Là toàn mấy cây mà anh nhân giống lớn được cỡ bao nhiêu? Nói chung có cây cũng hai hước mấy, ba hước. Rồi có cây thì cũng nhỏ nhỏ vậy cũng có. Với gốc ba mấy có, mà gốc mười mấy cũng có. Anh có nhân giống ra là cái hột của nó chưa? Hột nó thì chưa. Không biết là cái vỏ thơm mà ra hột của nó có thơm không? Không biết, nhưng mà thường thường hột là tại mai, lượng mai cũng nhiều quá, không có ý định trồng thêm ra. Mai đất á. Hiện tại là cái cây vỏ thơm, cây zin là anh có mấy cây? Có một cây này à? Có một cây thôi. Bây giờ hồi cây đó là anh trồng được bao lâu rồi? Cây này trồng chắc cỡ 5 năm rồi. 5 năm mà trước bữa giờ là anh không có cái hình nào bông nó hết hả? Nói chung thứ nhất là nó mình lấy giống, mình không có tết không có làm bông được á. Dạ. Thứ hai nữa là cái cây con của nó đó thì lúc trước cũng có bông, nhưng mà mình lại ít có chụp á. Còn dịp tết mà chỗ gộ á là những cái cây mà mình ghép ra nó đó là người ta đã thuê hết, không còn. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ không biết là anh cái số lượng mà anh nhân nhiều vậy là mình có dám thử cho nó chỗ bông cái là trong cái dịp mà được chứ, càng sớm càng tốt được không? Được, tại vì cái vàng này mình nhân ra mình cũng chưa sử dụng năm nay. Dạ cái mình chưa làm bông năm nay á. Vậy giờ chút nữa anh dám mà mình đi, anh em mình đi mình lặt hết một cái cây nào đó trong cái vàng anh ươm giống, anh dám chơi không? Chơi được cái đó. Nhưng mà được, không sao. Chơi luôn ha. Chơi luôn, chơi lớn vậy luôn. Mà giờ nếu chơi vậy cỡ khi nào có bông anh? Chắc nếu có lẽ từ vậy, ngày lễ lá tới đó khoảng bình quân nó là 2 tuần lễ đó. Là cho 15 ngày đi ha. Đúng rồi, khoảng đó là có bông đó. Là có bông đó. Nhưng mà có cái gì, tại vì nút nó giờ còn non đó. Dạ. Mình lãi vẫn cứ lãi, nhưng mà chắc chắn mình sợ nó cái nụ nó không ra được chùm như là cái nút già. Vậy bây giờ chút nữa anh em mình xem cái cây zin xong cái mình đi từng cái cây mạnh ghép xem cái cây nào mà bự nhất. Rồi. Mà cái nụ ngon nhất là mình lặt cái cây đó luôn nha. Rồi rồi, ok. Rồi anh chị mình đón xem clip sau nha. Cảm ơn, chào anh Hương, mình tạm kết thúc clip này rồi, nha anh Phương ơi. Rồi.